Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Tối qua, đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận 1 thành phố Hồ Chí Minh lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tài xế xe máy ô tô trên đường Hoàng Sa, đoạn qua phường Tân Định quận 1. Để việc kiểm tra hiệu quả, tổ công tác nhờ sự hỗ trợ của công an phường Tân Định chốt chặn các con hẻm tại khu vực để tránh tài xế phát hiện chốt quay đầu bỏ chạy. Lúc 21 giờ 30 phút, anh NMT, sinh năm 1992, ngụ quận Bình Thạnh, chở theo người đàn ông ngoại quốc lưu thông đến gần chốt thì phát hiện cảnh sát giao thông nên dừng lại. Các cán bộ cảnh sát giao thông tiếp cận kiểm tra phát hiện anh T có nồng độ cồn ở mức 0,294mg trên 1 lít khí thở, lập biên bản xử phạt 4,5 triệu đồng, tước bằng lái 17 tháng. Anh T cho biết đang đi bộ trên vỉa hè thì người đàn ông ngoại quốc tiếp cận nhờ trợ giúp một đoạn với lý do không biết đường. Tối nay tôi có uống một chút bia rồi nên không chạy xe. Thấy người đàn ông nước ngoài năn nỉ quá, tôi cứ nghĩ ông ấy lạc đường nên đến chở giúp. Ai ngờ ông say rượu mới nhờ chở qua chốt, bây giờ tôi bị phạt, đúng là tôi làm phúc phải tội, anh Tây nói. Trong lúc cảnh sát giao thông lập biên bản, người đàn ông ngoại quốc này liên tục có hành động và lời nói mất kiểm soát. Khi tổ công tác can thiệp thì người đàn ông ngoại quốc này mới chịu rời khỏi chốt. Khoảng 20 phút sau, ông TXC sinh năm 1979 quê Bà Rịa Vũng Tàu lái xe máy qua khu vực biểu hiện xe xỉn nên cảnh sát giao thông đã mời vào làm việc và kiểm tra nồng độ cồn. Ông C có nồng độ cồn 0,743 mg trên 1 lít khí thở, vượt gần gấp đôi mức kịch khung, bị cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt 7 triệu đồng, tước bằng lái 23 tháng. Ông C cho biết đã nhậu hai lon trong tiệc tất niên tại nhà bạn đang trên đường về nhà thì bị cảnh sát giao thông kiểm tra cũng trong đêm 17/2, hai tài xế khác vi phạm nồng độ cồn lần lượt là 0,349 mg trên 1 lít khí thở và dưới 0,25 mg trên 1 lít khí thở cũng bị đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận 1 lập biên bản xử phạt. Trước đó tối ngày 13 tháng 2 tức ngày mùng 4 Tết, đội cảnh sát giao thông Đà Phước thuộc phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với lực lượng cảnh sát cơ động tổ chức lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại giao lộ đường Nguyễn Văn Linh và quốc lộ 50 đoạn qua địa bàn xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Trong đêm, lực lượng chức năng đã kiểm soát 135 mô tô, 45 ô tô, cảnh sát giao thông phát hiện nhiều trường hợp sử dụng bia rượu bị lực lượng chức năng lập biên bản tạm giữ xe, trong đó cảnh sát giao thông ghi nhận trường hợp vi phạm ở mức kịch khủng. Liên quan đến vấn đề đo nồng độ cồn mới đây, tổ công tác đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4 công an thành phố Hà Nội lập chốt xử lý vi phạm nồng độ cồn trên phố Lò Đúc để đảm bảo công tác kiểm tra xử lý hiệu quả, tổ công tác tiến hành kiểm tra nồng độ cồn với những người điều khiển xe máy ô tô có biểu hiện nghi vấn. Sau khi kiểm tra nhiều người điều khiển xe máy và ô tô, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 16 tháng 2, tổ công tác phát hiện xe máy biển số 30K397XX do ông TVB ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội điều khiển, có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Ban đầu ông B không chịu hợp tác kiểm tra nồng độ cồn. Người đàn ông này thừa nhận buổi trưa cùng ngày đã sử dụng vài chén rượu thuốc để chữa bệnh đau lưng. Sau đó, người đàn ông này mang cả chai rượu thuốc cất trong cốp xe máy ra cho cán bộ tổ công tác xem liên tục xin được bỏ qua lỗi vi phạm. Tuy nhiên, tổ công tác sau đó đã thuyết phục ông B chấp hành việc kiểm tra nồng độ cồn. Qua kiểm tra, ông Bê vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,048mg trên 1 lít khí thở. Vượt qua, đoàn giám sát công tác quản lý tổ chức lễ hội dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thịnh năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh do ông Bùi Quang Nam, chánh thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao làm trưởng đoàn, đã thực hiện giám sát tại Chùa Ba Vàng, thành phố Uông Bí. Theo đó, Đoàn giám sát của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh đã giám sát công tác quản lý, công tác chuẩn bị tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo luật di sản văn hóa luật tín ngưỡng tôn giáo, Nghị định số 110 trên 2018 NDCP của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội. Theo biên bản làm việc của đoàn giám sát, nhìn chung các hoạt động văn hóa và lễ hội đã diễn ra vui tươi lành mạnh, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, Du khách đến chiêm bái thực hiện nếp sống văn minh và thuần phong mỹ tục của dân tộc trong hoạt động di tích lễ hội. Thành phố đã thực hiện tốt công tác quản lý di tích theo quy định của luật di sản, quản lý chặt chẽ không để các hoạt động văn hóa thể thao có tính chất phản cảm, cờ bạc trá hình xuất hiện. Chùa Ba Vàng đã phối hợp cùng lực lượng công an thực hiện tốt việc đảm bảo an ninh trực tự, chủ động phòng ngừa các hoạt động mê tín dị đoan tại chùa, đồng thời không có hiện tượng chèo kéo khách tham dự lễ hội, sử dụng dịch vụ hàng hóa thu đổi tiền lẻ hưởng trên lệch giá. Tại nơi thờ tự, tiền thường xuyên được thu gom vào hòm công đức, không có hiện tượng cài, dắt, đặt, giải, thả tiền trên các tay tượng, cây cối, nải quả, gây mất mỹ quan. Qua kết quả kiểm tra thực tế, đoàn giám sát đánh giá công tác tổ quản lý di tích tổ chức lễ hội Xuân Giáp Thìn năm 2024 đã được chùa quan tâm triển khai thực hiện các quy định về nếp sống văn hóa tại nơi tổ chức lễ hội tín ngưỡng, Đoàn giám sát ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng của chính quyền địa phương và nhà chùa trong công tác tổ chức hoạt động tín ngưỡng. Đoàn giám sát yêu cầu chùa Ba Vàng tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ thị số 30 trên CTTTR ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên Đán giáp thình vui tươi lành mạnh an toàn tiết kiệm thực hiện nghiêm các quy định khác có liên quan đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền những giá trị di sản văn hóa nâng cao tinh thần tự giác, thực hiện hành vi văn minh lịch sự nơi công cộng theo đúng thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam, hướng dẫn nhân dân trong việc cài dắt đặt giải tiền đặt lễ, tiền giọt dầu, tiền công đức đúng nơi quy định, không gây phản cảm, chủ động phòng ngừa các hoạt động mê tín dị đoan tại chùa. Cùng với đó, đoàn giám sát đề nghị chùa Ba Vàng tiếp tục thực hiện đúng quy định về không tiếp nhận công đức các linh vật lạ, không sử dụng các sản phẩm biểu tượng, linh vật ngoài lai không phù hợp tại di tích. Thực hiện đúng quy định về việc không tổ chức các hình thức mê tín dị đoan, dân sao giải hạn tại di tích. Giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an ninh trực tự, an toàn giao thông, chống trộm cắp tại nơi thờ tự, bói toán, sóc thẻ, móc túi, các văn hóa phẩm, sách có nội dung bói toán. Đoàn giám sát cũng đề nghị chùa Ba Vàng tăng cường hệ thống bảng biển hướng dẫn cho nhân dân và du khách đi tham gia lễ hội, tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống loa truyền thanh. Trước những đề nghị trên, đại diện chùa Ba Vàng nhất trí nội dung biên bản, tiếp thu toàn bộ ý kiến của đoàn giám sát và mong được sự hướng dẫn để hoàn thiện hồ sơ thỉnh tượng Thích Quảng Đức về chùa. Ngày Vía Thần Tài mùng 10 tháng Giêng đến gần cũng là lúc các hãng vàng tung ra loạt sản phẩm vàng độc lạ phục vụ nhu cầu đa dạng của người dân. Linh giáp vàng rồng thăng long phát tài là một trong những sản phẩm đặc biệt được đưa ra thị trường trong ngày Vía Thần Tài năm nay. Món bảo vật bằng vàng này được chế tác từ chất liệu cao cấp với công nghệ hiện đại khắc họa sống động vẻ đẹp uy nghi, dũng mãnh của linh vật rồng vàng. Một đơn vị kinh doanh vàng cho biết. Rồng là con vật linh thiên nằm trong bộ tứ linh là long lân quy phụng tượng trưng cho sức mạnh quyền uy. Do đó, việc sở hữu và biếu tặng những linh vật linh giáp rồng vàng vào dịp ngày vía thần tài sẽ mang may mắn đến cho chủ nhân, giúp gia tăng tài lộc khai xuân thuận phát. Ngoài ra, để chào đón dịp vía thần tài năm giáp thìn 2024, thị trường vàng cũng có hàng loạt sản phẩm độc đáo các bộ sưu tập trang sức vàng tài lộc quà tặng. Nổi bật trong số đó có bộ sưu tập trang sức kim bảo như ý với ý nghĩa mong cầu nguyện cho một năm ấm no an lành cầu được ước thấy kim bảo như ý lấy cảm hứng từ hình ảnh cách điệu từ mặt gậy như ý thể hiện những điều tốt lành còn như ý các tường kết hợp với hình ảnh cỏ bốn lá tượng trưng cho sự trung thành hy vọng tình yêu và may mắn bên cạnh đó còn có bộ sưu tập quà tặng kim long phi vân với hình tượng rồng vàng vương mây độc đáo cùng nghệ thuật thiết kế tuyệt mỹ Rồng gặp mây, tựa cá gặp nước, ngụ ý cho một năm mới tràn ngập may mắn, thuận lợi. Ngoài ra, hình ảnh rồng đạp gió vương mây còn tượng trưng cho khát vọng và ý nghĩa vươn lên mạnh mẽ để chinh phục những đỉnh cao mới. Ngoài những sản phẩm độc lạ, thì các tiệm vàng vẫn tập trung tung ra loạt sản phẩm vàng nhẫn tròn trơn, nhẫn kim tiền, vàng miếng loại nhỏ phù hợp với túi tiền của nhiều người. Trong số các sản phẩm đó có bộ sản phẩm phi long tài lộc với một thẻ kim long phát tài và một thẻ kim long tài lộc nhỏ xinh, người tiêu dùng có thể dùng thẻ vàng này để trang trí tạo điểm nhấn cho ốp trong suốt của điện thoại. Việc mua vàng trong ngày đầu năm mới thường được xem là biểu tượng cho sự giàu có và may mắn. Tuy nhiên, bạn nên thận trọng và tránh mua vàng đã qua sử dụng hoặc đã được sửa chữa. Đây không chỉ là vấn đề về giá trị vật chất mà còn liên quan đến tâm linh và quan niệm về sự tinh khiết, khởi đầu mới mẻ. Trong văn hóa phong thủy, Vàng mới tượng trưng cho sự khởi đầu thuận lợi mang lại nguồn năng lượng tích cực. Mua vàng đã qua sử dụng có thể mang theo năng lượng của người chủ cũ, không phản ánh được ý nghĩa của việc bắt đầu một năm mới với những điều tốt lành và thuận buồm xuôi gió. Bên cạnh đó, khi mua vàng, bạn cũng nên tránh mua vàng với số lượng không may mắn theo quan niệm dân gian như số lẻ hoặc các con số không tốt. Đặc biệt, trong mua sắm vàng, người ta thường tránh những con số như 4, âm thanh gần giống với chữ tử, tức là cái chết hay số 7 được cho là mang lại xui xẻo trong một số nền văn hóa Á Đông. Người ta quan niệm rằng mua vàng với số lượng tốt như số chẵn hoặc những con số mang ý nghĩa may mắn sẽ thu hút tài lộc, may mắn và sự thịnh vượng trong suốt năm. Do đó, việc mua vàng theo số lượng hợp lý và may mắn được xem là một phần của nghi lễ đón tài lộc vào dịp năm mới.